Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có thông báo triệu tập kỳ họp thứ 6, kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 cho đến ngày 8 tháng 7 năm 2022 tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét các báo cáo thường lệ của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các sở ngành thành phố. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và đề xuất kiến nghị với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân những vấn đề cần thiết phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố.